Chương trình nói chuyện với nhà báo Ngô Nhân Dùng gia đình quanh Thái phụ trách hàng tuần xin trân trọng kính chào quý khán giả của người Việt TV. Kính chào Ngô Nhân Dùng. Dạ, xin kính chào. Thưa Ngô Nhân Dùng, ngày hôm nay tức là ngày mùng 5 tháng 11 thì chủ tịch nước Cộng sản Trung Quốc là Tập Cận Bình đã có mặt tại Việt Nam. Dự trù sẽ gặp giữa lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và sau đó sẽ có một cái cuộc nói chuyện trước Quốc hội của Hà Nội nhưng mà trước đó vài ngày đã thì chúng ta thấy rằng các cái tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam ở Sài Gòn ở Hà Nội đã tổ chức một số những cuộc biểu tình với cái số tham dự như tin tức ở trong nước cho biết là có những lúc lên tới 200 người để mà phản đối cái sự hiện diện của đảng à, của tập Cận mình tại Việt Nam và chúng tôi thấy rằng có một cái biểu ngữ đề rằng phản đối lệ thuộc trung cộng thì điều đó cho thấy rằng người dân Việt Nam dùng chữ rất là khéo lệ thuộc đây tức là ám chỉ thẳng vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì trước khi vào thâu hình chúng tôi đọc tin có được biết là đã có một số người bị công an trận đánh khi vừa bước chân ra khỏi nhà và vết thương khá nặng. Ông nhìn thấy gì qua cái hình ảnh của cuộc biểu tình này cũng như là cái chuyến viếng thăm của Tập cận bình? Giờ dạ thưa, mình hãy nói đến cái cuộc biểu tình mới xảy ra ở Hà Nội và ở Sài Gòn thì. Có thể nói đây là một cái biến cố rất là quan trọng Là bởi vì rằng Chắc chắn là Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã Dùng đủ các biện pháp để ngăn chặn trước Mà cuối cùng Người dân vẫn có thể kéo nhau đi bờ tình Điều đó chứng tỏ là Người dân Việt Nam không có sợ nào. Bởi vì Cái việc tiếp đón Tập Cận Bình là một cái chuyện rất quan trọng đối với Đảng Cộng sản Cái Đảng Cộng sản Việt Nam họ phải bảo vệ cho cái cuộc tiếp xúc ông đảng kiểu ông ông uh, tập cận bình cho nó um, nghe là xứng đáng bởi vì ông vừa mới đi sang anh được người ta trẻ thảm đỏ yeah. người ta đại tiệc nghe là sung sướng ghê lắm mà bây giờ đến việt nam việt, dân việt, việt nam biểu tình phản đối cả thế giới sẽ ngó vào yeah. cả thế giới sẽ loan tin thì chắc chắn là đảng cộng sản việt nam có bổn phận phải giữ thể diện cho ông đặng ông ông tập cận bình yeah. và như vậy mà người dân dám kéo nhau đi phản đối thì cái đó là một cái chuyện rất là quan trọng là bởi vì rằng như ông vừa mới nói trong cái um, số biểu ngữ được uh, đưa ra thì có cái biểu ngữ viết là phản đối lệ thuộc trung cộng uh -huh. thì người ta phải đặt câu hỏi là cái gì lệ thuộc Trung cộng yeah. thì tất nhiên là đảng cộng sản việt nam và chính quyền cộng sản ở việt nam lệ thuộc Trung cộng về tức là một cách gián tiếp không nói rõ đích danh nhưng người dân phản đối đảng cộng sản và phản đối nhà cầm quyền cái này nó mới là bởi vì rằng từ trước đến nay đấy, chúng ta thấy khi mà đồng bào mình biểu tình phản đối cái vụ Trung Cộng chiếm Hoàng Sa hay là Trường Sa rồi đánh người ngư dân Việt Nam cướp thuyền rồi tất cả những cái chuyện đó thì chưa bao giờ người dân đi biểu tình mà lại quy một cái trách nhiệm nào cho Đảng Cộng sản Việt Nam cả. Trước đến giờ phải nói là những người mà có cái tinh thần yêu nước, chống đối cái chính sách bành trướng của Trung Cộng họ vẫn tránh không đả động đến cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà điều đó thì cũng hơi ly kỳ là bởi vì rằng tại sao mà Trung Cộng có thể là lấn át nước Việt Nam như vậy? Phải có cái người Việt Nam nào chịu trách nhiệm? Thì đây là cái lúc có thể nói là lần đầu tiên trong một cuộc biểu tình chống Trung Cộng Bình chứa Người ta đã chỉ đích danh những kẻ chịu trách nhiệm Nhưng mà ông có để ý là trong cái biểu ngữ đó có một cái chữ Là dùng cái chữ Trung Cộng Hẳn à, là những người mà đi biểu tình đã cân nhắc và, và chọn lựa rất kỹ khi mà dùng cái chữ Trung Cộng đó thay vì là Trung Quốc Vâng à, Những cái người mà tổ chức các cuộc biểu tình này Họ có trí tuệ và họ tính toán rất là cẩn thận. Cho nên là thay vì nói là lệ thuộc Trung Quốc, họ nói lệ thuộc Trung Cộng. thì đối với cái người Việt ở miền Nam đó, và người Việt ở Hải ngoại đi Tị nạn Cộng sản, đó, thì khi người ta dùng chữ Trung Cộng, đó, thì người ta nghĩ rằng nó cũng giống như là chữ Trung Quốc, nhưng mà dùng chữ đó có tính cách miệt thị hơn. Thành ra đối với người miền nam đó, thì bảo là lệ thuộc Trung Quốc, lệ thuộc Trung cộng, nó cũng như nhau. Nhưng mà đối với lại anh chị em ở miền bắc đó, thì từ trước đến giờ họ không nghe cái chữ Trung cộng theo cái nghĩa là miệt thị như là kiểu người miền nam. Mà chữ Trung cộng là một cái chữ nó chỉ có nghĩa là Đảng Cộng sản Trung Quốc mà không phải là người Việt Nam gọi họ là Trung cộng chính Đảng Cộng sản Trung Quốc tự gọi họ là Trung cộng thay vì là Trung quốc cộng sản thì họ nói tắt lại là Trung cộng thành ra cái biểu ngữ mà nói phản đối lệ thuộc Trung cộng có nghĩa là lệ thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc mà ai lệ thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc Đảng Cộng sản Việt Nam không phải một cá nhân không phải một quốc gia không phải một chính quyền mà là một cái Đảng Cộng sản khác Thành ra phản đối lệ thuộc Trung Cộng có nghĩa là phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước khi xảy ra những cuộc biểu tình này, tôi có được đọc là những cái cuộc trao đổi trên mạng xã hội đó. Tôi thấy có một cái cuộc trao đổi khá là lý thú bởi vì có những người nêu câu hỏi rằng nếu mà viết cái chữ ở trên cái áo t-shirt đó, tôi không thích Cộng sản Việt Nam vì hèn với dân, à, hèn với giặc, ác với dân thì chữ thứ thích đó có được không? thì có người khác bảo bỏ dùng bỏ chữ thích đi dùng chữ khinh đi. Nhưng mà có những người bảo không cần gì cả. Chỉ đề là đảng cộng sản việt nam ác với dân, hẳn với giặc, hèn với giặc là đủ rồi. Điều đó chứng tỏ là cái giới trẻ trong nước bây giờ họ rất là quan tâm tới vấn đề này và như ông nói lúc nãy là, là họ bước ra khỏi cái nỗi sợ hãi đó. Thì ông ông có thấy rằng cái sầu dân sự này nó đang có chiều hướng ngày càng lớn mạnh về việt nam? Và nó trở thành một cái lực để nó thúc đẩy cho một cái xã hội Việt Nam tiến tới trở thành một xã hội công dân Thì trong cái cuộc biểu tình chống Tập Cận Bình chống cái việc tiếp đón Tập Cận Bình thì chúng ta thấy có 21 tổ chức đã đứng tên ra tuyên cáo nhưng mà ừ, gọi họ là những tổ chức xã hội công dân hay là xã hội dân sự thì cũng không đủ bởi vì cái từ xã hội công dân hay là xã hội dân sự nó có cái nghĩa rất là rộng đây phải gọi là những tổ chức đấu tranh những tổ chức đấu tranh vì lòng yêu nước và khi mà người ta đã kêu gọi mà đồng bào đã hưởng ứng đi biểu tình như vậy thì điều đó chứng tỏ rằng cái lực lượng những người việt yêu nước một ngày một mạnh hơn và thu hút được cái sự chú ý của đồng bào nhiều hơn nhưng mà những cái lực lượng đó hiện nay hoàn toàn vẫn tranh đấu ở trong cái vòng bất bạo động và phần lớn là những hoạt động của họ là hợp pháp và cái điều mà có thể khích động được cái tinh thần của đồng bào nói chung không phải chỉ là có những cái người đứng ra tranh đấu có lẽ điều sẽ khích động đồng bào nhiều nhất là khi họ thấy những cái người tranh đấu đó bị đàn áp là bởi vì ai cũng biết rằng cái mục tiêu tranh đấu cái động cơ khiến người ta tranh đấu là lòng yêu nước nếu mà bây giờ những người yêu nước phản đối cái chính sách bành trướng của cái người phương bắc mà bị đàn áp như vậy thì cái chính quyền này là thứ chính quyền gì có lẽ đó là cái ảnh hưởng quan trọng về tâm lý đối với đại đồng bào. Nên xin hỏi ông ngay là cái lý do nào khiến cho cái giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay họ lại đàn áp những người yêu nước mà là họ nói theo cái ngôn ngữ của cái biểu ngữ đó là họ lại lệ thuộc vào Trung Quốc. Chứ họ đàn áp bởi vì họ lệ thuộc. Dạ không, nhưng mà cái cái nguyên nhân sâu xa nào khiến cho họ cứ phải lệ thuộc vào một cái thế lực ngoại bang như vậy mà họ xoay lưng lại với dân tộc. Họ sợ cái gì? Có lẽ có hai cái mốc để đánh dấu cái sự lệ thuộc của Đảng Cộng sản Việt Nam vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ nhất là cái sự thành lập của Đảng này do ông Hồ Chí Minh và ông Hồ Chí Minh thì chúng ta biết là một cái người đã từng đi lính cho Mao Trạch Đông, đã từng sống ở trong quân đội Trung Quốc và quân đội Cộng sản Trung Quốc cái thời còn đang tranh đấu. Và khi mà ông ấy trở về nước rồi sau đó lên làm chủ tịch thì ông ấy đã đi sang Moscow và cái chuyến đi của ông ấy là do ông Mao Trạch Đông bảo trợ. Ông ấy đi sang Bắc Kinh rồi năn nỉ. Trong lúc đó ông Mao Trạch Đông đã bay sang gặp Stalin ở Moscow và ông Hồ Chí Minh đã năn nỉ để được Trung Cộng tức là Cộng sản Trung Quốc giúp đưa ông ấy sang Moscow gặp Mao Trạch Đông và Stalin. Uh, và trong cái cuộc gặp gỡ đó thì như chúng ta biết ông Stalin là một người không có tin ông Hồ Chí Minh. Và ông Hồ Chí Minh đã nhận cái chỉ thị của ông Stalin. Ông Stalin bảo rằng cái việc Việt Nam là tôi giao cho đồng chí Mao Trạch Đông phụ trách. Ừ. Thì cái chuyện đó năm 1950 nó đánh dấu cái sự lệ thuộc của ông Hồ Chí Minh vào Mao Trạch Đông và của Đảng Cộng sản Việt Nam vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là sự kiện thứ nhất. Và, và cái đó được thể hiện ra ở trong cái cương lĩnh của Đảng Lao động ừ. khi ông Hồ Chí Minh tái lập Đảng Cộng sản dưới cái tên Lao động thì trong cương lĩnh ghi rõ ràng là cái đảng này theo chủ nghĩa Marx, theo chủ nghĩa Lenin và theo tư tưởng Mao Trạch Đông. Cái sự kiện thứ hai đánh dấu cái sự lệ thuộc là hội nghị Thành Đô năm 1990. Sau khi ông Lê Duẩn đã thử bỏ Trung cộng để đi thẳng với lại Liên Xô và sau cùng thì thất bại vì Liên Xô sụp đổ thì cái người mà lên thay thế ông sau đó là ông nguyễn văn linh rồi. đã quay đầu trở lại để mà xin kết liên với lại trung cộng và cái việc mà ông ấy xin được uh, giao thiệp với trung cộng trở lại là do tất cả những cái nhu cầu tình hình thế giới và trong nước và khi đến hội nghị thành đô thì cả phái đoàn việt nam do ông nguyễn văn linh cầm đầu có ông đỗ mười có ông võ nguyên giáp có cả ông phạm văn đồng tất cả là chịu cái sức ép của trung cộng làm theo ý họ trong cái vụ giải quyết vấn đề campuchia và đặc biệt theo lời ông dương danh di tức là một vị cựu tổng lãnh sự việt nam ở quảng châu và chuyên nghiên cứu về trung quốc ông ấy cho biết thì sau hội nghị thành đô trung cộng yêu cầu là đảng cộng sản việt nam phải loại bỏ ông nguyễn cơ thạch không được giữ chức ngoại trưởng nữa và không được giữ bất cứ chức nào trong cái ban chấp hành của đảng cộng sản việt nam nữa thì sau đó đảng cộng sản việt nam đã hoàn toàn theo thành ra cái sự lệ thuộc của đảng cộng sản việt nam vào cộng sản trung quốc nó có những cái nguồn gốc sâu xa Thưa quý khán giả đồng bào của chúng ta ở trong nước có một câu nói truyền miệng nhau rằng nếu mà đi với Trung Cộng đó thì còn đảng nhưng mà mất tổ quốc. Còn đi với những nước Tây Phương và đi với Hoa Kỳ thì mất đảng nhưng mà tổ quốc còn và dân tộc sẽ ngày càng tiến lên. Cái thái độ chọn lựa của giới lãnh đạo Hà Nội đi với Trung Cộng mà cho thấy rằng họ đã xoay lưng lại với nguyện vọng của toàn dân chỉ vì quyền lợi của họ mà thôi cảm ơn ông nhân dụng đã đến với chương trình tuần này và hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới. Xin cảm ơn quý vị khán giả.